24 лютого нам выпало. То есть они намерены перевести локальный конфликт? Ukraine will never be a victory for Russia. Trúc Huỳnh mến chào quý vị và các bạn để theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của Báo Thanh Niên. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Hãng tin Reuters hôm nay dẫn nguồn tin tình báo Ukraine nói rằng các lực lượng nước này đã tấn công bằng máy bay không người lái tức UAV và tên lửa hành trình Neptune vào căn cứ không quân Saki của Nga ở Crimea, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Phía Nga chưa bình luận về thông tin này, tuy nhiên Bộ Quốc phòng Nga trước đó xác nhận lực lượng phòng không nước này đã phá hủy 19 UAV của Ukraine ở Crimea và Biển Đen vào đêm 20 tháng 9, rạng sáng 21 tháng 9, nhưng Nga không cung cấp thông tin về thương vong hay là thiệt hại sau vụ tấn công này. Reuters dẫn lời giới chức tình báo Anh cho rằng cuộc tấn công căn cứ không quân Saki sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động tác chiến của máy bay Nga tại khu vực Biển Đen và miền nam Ukraine. Trong những ngày qua, nhiều vụ tấn công liên tiếp đã xảy ra ở Crimea. Như quý vị còn nhớ thì mới một tuần trước, vào rạng sáng 13 tháng 9, Ukraine đã tập kích bằng tên lửa và xuồng tự sát vào một nhà máy đóng tàu của Nga ở thành phố cảng Sevastopol. Theo phía Ukraine, cuộc tập kích này đã gây hư hỏng đến mức không thể phục hồi cho một tàu tấn công đổ bộ và một tàu ngầm của Nga. Đến hôm qua 20 tháng 9, Kiev cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công một sở chỉ huy hạm đội Biển Đen của Nga gần Sevastopol ở Crimea. Theo giới phân tích, những hoạt động gần đây của Ukraine nhắm vào Crimea có lẽ là một phần trong nỗ lực phản công quy mô lớn hơn của Ukraine. Kiev dường như cho rằng tấn công Crimea là giải pháp chủ chốt để ngăn chặn đà tiến của Nga ở các khu vực khác của Ukraine. Thưa quý vị, Nga và Ukraine vẫn đang ăn miếng trả miếng rất là quyết liệt trong cuộc xung đột đã kéo dài qua tháng thứ 19. Hãng tin Bloomberg hôm 19 tháng 9 dẫn lời các quan chức cấp cao của nhóm 7 nền kinh tế phát triển, tức G7, dự đoán là cuộc xung đột có thể kéo dài thêm 6 đến 7 năm nữa. Giới chức lãnh đạo G7 nhấn mạnh rằng các đồng minh của Kiev sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi họ nỗ lực duy trì sự hỗ trợ cho Ukraine. Và một dấu hiệu đã xuất hiện cho thấy khó khăn sắp đến cho việc duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine từ các đồng minh. Đó là Ba Lan, một nước láng giềng đã kề vai sát cánh cùng Ukraine trong suốt thời gian qua, vừa tuyên bố sẽ dừng viện trợ vũ khí. Cụ thể ra sao? Trúc Huỳnh mời quý vị cùng tìm hiểu. Theo báo The Guardian, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 20 tháng 9 cho biết nước này sẽ không gửi vũ khí cho Ukraine vì cần tập trung cho phòng thủ quốc gia. Cụ thể, ông Morawiecki nói, chúng tôi không còn chuyển vũ khí cho Ukraine nữa vì chúng tôi hiện đang cần trang bị cho Ba Lan những loại vũ khí hiện đại hơn. Ba Lan là một trong những nước ủng hộ Ukraine nhiều nhất sau khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022 và cũng là một trong những nhà cung cấp vũ khí chính cho Kiev. Đây cũng là nơi tiếp đón 1 triệu người Ukraine tới tị nạn, cũng như nhiều hình thức hỗ trợ khác. Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai nước bùng lên trong những tháng gần đây sau khi Warsaw cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine để bảo vệ lợi ích của nông dân Ba Lan. Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc một số người ở châu Âu trên thực tế đã giúp đỡ Nga bằng việc gây áp lực lên ngũ cốc của Ukraine. Ông Morawiecki sau đó phát biểu trên đài truyền hình Polsat News, tôi đưa ra lời cảnh báo chính quyền Ukraine bởi vì nếu họ tiếp tục làm leo thang xung đột, chúng tôi sẽ bổ sung thêm các sản phẩm vào lệnh cấm nhập khẩu vào Ba Lan. Chính quyền Ukraine không hiểu mức độ bất ổn của ngành nông nghiệp Ba Lan. Chúng tôi đang bảo vệ nông dân Ba Lan. Dù vậy, theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Bộ Quản lý Tài sản Ba Lan Jacek Sasin có nói thêm rằng nước này sẽ xem xét việc tái viện trợ vũ khí quân sự cho Ukraine trong tương lai. Việc Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine đã khiến các tuyến vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen bị tê liệt. Trong tình hình đó, châu Âu đã trở thành tuyến đường trung chuyển và điểm đến xuất khẩu chính của ngũ cốc Ukraine. Điều này ảnh hưởng lớn đến nông dân các nước châu Âu, trong đó có Ba Lan, Hungary và Slovakia. Ukraine đã đáp lại quyết định của ba nước láng giềng bằng cách tuyên bố sẽ khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Bộ Ngoại giao Ba Lan đáp trả bằng cách tuyên bố gây áp lực lên Ba Lan trên các diễn đàn đa phương hoặc gửi khiếu nại lên Tòa án Quốc tế không phải là phương pháp thích hợp để giải quyết sự khác biệt giữa các nước chúng ta. Sau khi Ba Lan triệu tập đại sứ Ukraine, Kiev kêu gọi Warsaw cần gạt cảm xúc sang một bên và áp dụng cách tiếp cận mang tính xây dựng trong tranh chấp. Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Pháp Caterina Colonna hôm 20 tháng 9 cho biết quyết định của Ba Lan về việc cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine là không chính đáng. Trích dẫn một nghiên cứu của Liên minh châu Âu-EU, Ngoại trưởng Colonna nói rằng việc nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine sẽ không làm gián đoạn thị trường hoặc làm tê liệt nông dân châu Âu. Cũng có một thông tin tích cực cho Kiev.
Theo đài CNN, một quan chức Mỹ cho biết Nhà Trắng đã lên kế hoạch cung cấp các viện trợ mới cho Ukraine trong bối cảnh Tổng thống Volodymyr Zelensky có chuyến thăm vào hôm 21 tháng 9. Gói viện trợ sẽ bao gồm vũ khí pháo binh, chống tăng và phòng không nhằm giúp sức Kiev tăng cường sức mạnh trong cuộc phản công đang diễn ra. Đáng chú ý, gói này dự kiến sẽ không bao gồm hệ thống ATACMS cho phép binh sĩ Ukraine có khả năng tấn công các mục tiêu tầm xa hơn. Nhà Trắng cũng cho biết là Tổng thống Mỹ Joe Biden đang muốn nghe quan điểm chiến tranh từ Tổng thống Zelensky trong chuyến thăm Washington hôm 21 tháng 9. Hãng tin Bloomberg dẫn lời một quan chức hàng đầu châu Âu nói với Bloomberg rằng, ngay cả khi Ukraine tiếp tục nhận được hỗ trợ từ đồng minh, thì nước này vẫn sẽ gặp khó khăn khi lượng viện trợ không đáp ứng đủ nhu cầu và tổn thất nhân lực thì ngày càng tăng. Tuy nhiên, bất chấp viễn cảnh đó, hiện Kiev và các đồng minh vẫn phản đối đàm phán và không chấp nhận bất kỳ giải pháp nào nếu không bao gồm việc Nga rút hết quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền. Mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang dẫn đầu trong cuộc đua giành vị trí ứng cử Đảng Cộng Hòa tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, đã tuyên bố rằng nếu thắng cử, ông sẽ đưa ra thỏa thuận công bằng cho cả hai bên để chấm dứt cuộc xung đột. Sau bình luận này, Tổng thống Zelensky đã có ý kiến ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua video sau đây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi ông Donald Trump chia sẻ công khai về kế hoạch hòa bình nếu cựu Tổng thống Mỹ có cách chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Trong nội dung trả lời phỏng vấn được đài CNN đăng tải vào hôm 20 tháng 9, ông Zelensky nói rằng bất cứ kế hoạch hòa bình nào, bao gồm việc Ukraine nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, đều không thể chấp nhận được. Ông Zelensky nói, ông ấy có thể chia sẻ quan điểm về cách đẩy quân Nga khỏi đất nước của chúng tôi. Nếu không như vậy thì ông ấy không đưa ra được ý tưởng toàn cầu về hòa bình. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng nếu ý tưởng của ông Trump là nhường một phần lãnh thổ của Ukraine cho Nga thì đó không phải là công thức hòa bình. Ông Trump, ứng cử viên hàng đầu cho vị trí đại diện của Đảng Cộng Hòa tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, tuyên bố ông có thể giúp Moscow và Kiev đạt thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine trong vòng 24 giờ. Trả lời đài NBC hôm 17 tháng 9 về việc liệu ý tưởng của ông có giúp Nga giữ các vùng đất mà nước này đang kiểm soát hay không, ông Trump chỉ nói, không, tôi sẽ có một thỏa thuận công bằng cho mọi người. Chuyến đi của Tổng thống Zelensky tới Mỹ và dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc diễn ra trong bối cảnh đang nổi lên một số ý kiến phản đối trong chính trường Mỹ về việc hỗ trợ Ukraine. Một bộ phận trong hội nghị Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ công khai phản đối việc cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine, trong khi vẫn chưa rõ liệu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy có sẵn sàng thông qua thêm một khoản tài trợ nào hay không. Thưa quý vị, các vụ nổ đã làm rung chuyển các thành phố Ukraine trong đêm qua và rạng sáng nay. Theo hãng tin AP, Nga đã tung ra đợt tập kích đường không ồ ạt và là cuộc tấn công lớn nhất của Nga kể từ ngày 15 tháng 8. Đợt tập kích này được triển khai ở ít nhất là 6 thành phố, bao gồm thủ đô Kiev. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine sau đó thông báo quân đội Nga triển khai 43 tên lửa hành trình tầm xa KH-55-101-555 để tấn công nước này, và lực lượng Ukraine đã đánh chặn được 36 quả tên lửa. Chính quyền Ukraine hôm nay cho biết các cuộc tấn công trong đêm đã gây mất điện ở nhiều nơi. Theo Reuters, cắt điện một phần đã được thông báo ở 5 khu vực ở miền Tây, miền Trung cũng như là miền Đông Ukraine, gợi lại ký ức về chiến dịch không kích của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng vào mùa đông năm ngoái, gây mất điện diện rộng khắp Ukraine. Ông Andriy Yusov, một quan chức tình báo quốc phòng Ukraine nói, lực lượng Nga đang tiến hành trinh sát các cơ sở năng lượng của Ukraine, dường như là với mục đích sẽ tiến hành các cuộc tập kích vào các mục tiêu này trong thời gian tới. Bộ Quốc phòng Anh cũng nhận định Nga có thể sẽ tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào mùa đông như đã làm vào năm ngoái. Quay lại với tình hình viện trợ quân sự cho Ukraine, Lầu Năm Góc mới đây thông báo Ukraine sẽ sớm nhận được lô xe tăng Abrams đầu tiên và quá trình chuyển giao sẽ hoàn tất trong vài tuần. Đây chắc chắn là sự bổ sung chất lượng cho sức mạnh tấn công của các lực lượng Kiev trong thời gian tới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 19 tháng 9 cho biết lô xe tăng Abrams đầu tiên sẽ được chuyển giao đến Ukraine. Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp của nhóm liên hệ quốc phòng Ukraine ở Đức. Hội đồng gần 50 quốc gia này đã gặp nhau 15 lần kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái. Sau mỗi cuộc họp đều xuất hiện những cam kết mới về viện trợ quân sự cho Ukraine. Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức quân sự giấu tên cho biết những chiếc xe tăng Abrams đầu tiên sẽ đến Ukraine trong những ngày tới và quá trình này sẽ được hoàn tất trong vài tuần. Các xe tăng sẽ được trang bị đạn uranium nghèo mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine. Từ năm ngoái, Kiev đã kêu gọi Mỹ cung cấp xe tăng Abrams, nhưng Washington đã tỏ ra do dự. Hồi tháng 1, các quan chức Lầu Năm Góc nói với tờ The Washington Post rằng xe tăng Abrams tiêu thụ quá nhiều nhiên liệu và quân đội Ukraine khó sử dụng hiệu quả. Sau khi tuyên bố rằng sẽ mất hơn một năm để trang bị cho Kiev phiên bản M1A2 mới nhất, người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder hồi tháng 3 cho biết các mẫu xe tăng M1A1 cũ hơn sẽ được sửa chữa ở Đức và chuyển đến Ukraine trước cuối năm 2023.
Truyền thông gần đây cho rằng 31 xe tăng Abrams 11A1 sẽ được giao vào mùa thu. Xe tăng sẽ được chuyển đến ngay trước khi thời tiết chuyển sang không thuận lợi cho chiến đấu ở Ukraine, nghĩa là tác động của số vũ khí mới hiện tại có thể sẽ không đáng kể. Tuần trước, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Mark Milley nói với BBC rằng Kiev còn khoảng 30-45 ngày để đạt được tiến bộ trước khi bị thời tiết cản trở. Ngay cả trong điều kiện thuận lợi, quân đội Ukraine vẫn chưa đạt được mục tiêu của đợt phản công mùa hè là chia đôi mặt trận Nga ở Zaporizhia do vấp phải các tuyến phòng ngự kiên cố và bãi mìn dày đặc của Nga. Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine HUR hôm 20 tháng 9 tuyên bố một nhóm chưa rõ danh tính đặt thuốc nổ làm hư hại 3 máy bay tại căn cứ không quân Chkanglovsky. Căn cứ này nằm cách thủ đô Moskva khoảng 30 km về phía đông bắc. Tuy nhiên, HUR chưa đưa ra bằng chứng cụ thể về thông tin này. Giới chức Nga cũng chưa có bình luận. Như quý vị đã biết, thì Ukraine hiếm khi nhận trách nhiệm về các hoạt động quân sự diễn ra bên ngoài lãnh thổ của mình. Một số quan chức quân sự và tình báo Ukraine gần đây đã úp mở xác nhận lực lượng nước này đã thực hiện các vụ tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Nhưng theo một bản tin mới đây của đài CNN, Ukraine có thể đã đứng sau những vụ tấn công vào lực lượng có liên quan đến Nga ở tận một nước châu Phi. Các lực lượng đặc nhiệm của Ukraine có thể đứng sau một loạt cuộc tấn công nhắm vào lực lượng dân quân được Wagner hậu thuẫn gần thủ đô của Sudan. Đài CNN ngày 20 tháng 9 dẫn một nguồn tin tiết lộ lực lượng đặc nhiệm Ukraine có thể đang âm thầm tấn công lực lượng Wagner của Nga gần thủ đô Khartoum của Sudan bằng máy bay không người lái UAV. Một nguồn tin quân sự Ukraine mô tả với CNN rằng chiến dịch trên bộ là hoạt động của một đội quân không phải của người Sudan. Khi được hỏi liệu Kiev có đứng sau các vụ tấn công đó hay không, nguồn tin chỉ nói rằng có khả năng các lực lượng đặc nhiệm của Ukraine chịu trách nhiệm. Chiến dịch nói trên bao gồm một loạt vụ tấn công nhắm vào nhóm bán quân sự lực lượng hỗ trợ nhanh RSF được cho là đang nhận hỗ trợ từ lực lượng lính đánh thuê Wagner. RSF hiện xung đột với đội quân chính quyền hợp pháp của Sudan nhằm giành quyền kiểm soát đất nước này. CNN không thể kiểm chứng thông tin về sự dính líu của Ukraine trong loạt cuộc tấn công ở Sudan, nhưng một đoạn video mà đài này có được đã tiết lộ dấu hiệu của các cuộc tấn công bằng UAV kiểu Ukraine. Trong đó có hai loại UAV được người Ukraine sử dụng đã tham gia ít nhất 8 vụ tấn công và trên bộ phận điều khiển UAV có dòng chữ bằng tiếng Ukraine. CNN dẫn lời các chuyên gia cho rằng chiến thuật cho UAV lao thẳng vào mục tiêu trong loạt tấn công nói trên ít khi được sử dụng ở Sudan và khu vực châu Phi nói chung, khi Kiev chưa chính thức nhận trách nhiệm về các vụ tấn công được ghi lại trong những đoạn video do UAV thực hiện. Sau khi thông tin về loạt tấn công được đưa ra, phát ngôn viên cơ quan tình báo quân đội Ukraine Andriy Yusov nói với CNN, chúng tôi không thể xác nhận cũng như phủ nhận việc này. Một sĩ quan quân sự cấp cao của Sudan nói với CNN, ông không biết gì về hoạt động của Ukraine ở Sudan và không tin đó là sự thật. Cũng theo CNN, một số quan chức Mỹ dường như không biết về loạt tấn công như trên và bất ngờ trước ý kiến cho rằng các cuộc tấn công và chiến dịch trên bộ đó có thể do lực lượng Ukraine tiến hành. Nếu được xác nhận, các cuộc tấn công bí mật của Ukraine ở Sudan có thể làm tăng nguy cơ các tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine ngày càng lan rộng. Chuyển sang tình hình chính sự liên quan đến hai nước từng là thành viên của Liên Xô là Azerbaijan và Armenia mà truyền hình Báo Thanh Niên có đề cập tối qua. Thưa quý vị, nhờ nỗ lực trung gian của lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga tại khu vực Nagorno-Karabakh, sau một ngày giao tranh thì phe ly khai Armenia đã đồng ý ngừng bắn và buông vũ khí. Lực lượng ly khai Armenia tại khu vực Nagorno-Karabakh của Azerbaijan đã đầu hàng và đồng ý ngừng bắn vào hôm 20 tháng 9. Động thái này diễn ra 24 giờ sau khi Azerbaijan bắt đầu cuộc tấn công nhằm giành quyền kiểm soát khu vực, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Phe ly khai Nagorno-Karabakh ra thông báo, thông qua sự hòa giải của chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đóng tại Nagorno-Karabakh, đã thống nhất thỏa thuận về việc chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch từ 13 giờ, tức 16 giờ tại Việt Nam, ngày 20 tháng 9. Theo thỏa thuận ngừng bắn, các lực lượng ly khai phải giải tán và giải giáp. Các lãnh đạo Cộng hòa Assad tự xưng cho biết họ buộc phải đồng ý với các điều khoản của Azerbaijan sau khi quân đội Baku xuyên thủng phòng tuyến của họ và chiếm giữ một số địa điểm chiến lược. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Azerbaijan cùng ngày xác nhận nước này đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng dân tộc Armenia. Kết quả dường như sẽ mở đường cho Azerbaijan sáp nhập khoảng 120.000 người dân tộc Armenia vào xã hội của mình. Bộ đã công bố đoạn video cho thấy lực lượng Armenia trốn khỏi chiến hào ở Nagorno-Karabakh. Armenia, nước láng giềng, bị Azerbaijan cáo buộc đưa lực lượng quân sự đến Nagorno-Karabakh, đã bác bỏ cáo buộc này và không can thiệp quân sự. Phát biểu hôm 20 tháng 9, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga hy vọng đạt được giải pháp hòa bình cho tình hình ở Karabakh. Trong video được công bố trước đó cùng ngày, lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga đang giúp sơ tán dân thường dân tộc Armenia đến nơi ở tạm thời. Azerbaijan bắt đầu chiến dịch chống lại Nagorno-Karabakh vào hôm 19 tháng 9 sau khi một số binh sĩ của họ thiệt mạng trong các cuộc tấn công từ khu vực miền núi mà Azerbaijan đã phong tỏa trong 9 tháng. Azerbaijan hôm 20 tháng 9 đã tổ chức tang lễ cho một binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc đụng độ gần đây. Cái chết của người lính Semer Mamudov có thể là nguyên nhân dẫn đến chiến dịch quân sự.
Các cuộc thảo luận về tương lai của khu vực và người dân tộc Armenia sống ở đó sẽ bắt đầu vào ngày 21 tháng 9. Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết một nhóm binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga đã thiệt mạng ở vùng tranh chấp Nagorno-Karabakh vào ngày 20 tháng 9. Nhóm binh sĩ này đang trên đường quay trở lại trạm quan sát ở Nagorno-Karabakh thì xe của họ bị những kẻ không rõ danh tính tấn công. Quân đội Nga cho hay tất cả các quân nhân bên trong xe đều thiệt mạng tại chỗ nhưng không tiết lộ con số thương vong chính xác. Quân đội Nga cho biết thêm là các nhà điều tra Nga và Azerbaijan đang khám nghiệm hiện trường vụ tấn công. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 21 tháng 9 của Báo Thanh Niên cũng đã hết. Trúc Huỳnh xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những diễn biến mới nhất về xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên cũng như là ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi của chúng tôi. Còn bây giờ thì Trúc Huỳnh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.